Được. Những cây chấm nhỏ thì chị không phá làm gì mà chấm to những cây hồi nhỏ anh giờ rồi. Bà Lê là bà Mo. Gần nhà em chị kìa, mà kiểu là hay bắt đồ cho mấy học sinh đó chị kìa. Mình kiểu nhìn chăm chăm luôn á, coi thử nhìn nó thử có mụn không, mụn nó có to hay không. Tưởng đâu, tưởng đâu để ý hắn. Thành thói quen, thấy ai mụn nó căng mắt. Người ta không biết ngại, không biết gì lên cho tới luôn. Em nhìn nhìn dữ lắm, những cái trong sống cạnh lại. Hàng câu nó không đi luôn rồi. Không khai. Cơ hội. Chắc không sợ. Thì rớt. Ngày mình đi chơi hôm qua. Dễ thương. Hôm qua có hậu thôi gì đâu đó. Nặng gục mụn mà giật mình luôn á. Chị không nghĩ, chị nghĩ ra nhưng mà không ra dài nhưng.
Mà đau quá gần vậy. Sao ra là ghê đau lắm. À mà xe đón mình là xe nằm à? Hay là xe ra em? Tại vì nó mỗi người một cái con đó là phải xe nó không biết. Cái xe công điện đó là xe. À, xe chị? Xe công điện. Xe mới mới. Như xe nó là một người là thường thường là 500 hả? Đa số thấy khứ hầu là 500. À, khứ hầu là khác, còn mà mình mua lẻ là 500 đúng không ta? 4-500 gì á. Thì rằng á. Một người á. Không có đi đón khách đồ nhiều không ta? Chứ đừng có đón nhiều khách là rồi. Xe nên xe ấy mà chắc họ cũng đặt hết rồi.
Mình đi về không biết có kịp hôm nay, sợ rề. Tối thứ sáu, sáng thứ bảy. Không, chỉ có là trên đỉnh, chắc là do đông cái gì. Mình đi thứ sáu thì chắc cũng đỡ hơn. Đưa vô đó bà giật. Cái không đủ xong rồi. Dư sức.